À, xin chào các bạn trở lại kênh của Tính Mạch TV. Thì đầu tiên mình xin chúc các bạn và gia đình có một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Thì hôm nay mình làm cái video này để đặt tên cho bé chó con màu vàng các bạn. Màu vàng nghệ á. Thì mình thấy nó màu vàng nên mình đặt tên nó vàng luôn các bạn. Vàng kim luôn, vàng bạc luôn. À, thì nó sẽ được mang tên vàng. À, thì đúng nghĩa với cái màu lông nó luôn. À, thì bây giờ mình quay ống kính lại các bạn. Đây, gấu đen, gấu vàng, hai con sâu róm, hai con sâu róm các bạn ơi. Rồi thằng này nữa, rồi thằng ròm nữa. Ôi, tứ văn luôn. Rồi bây giờ là hôm nay mình làm video chính là chó mẹ. Chó mẹ đó các bạn. Đó, hôm nay mình sẽ làm cái video nè. Là bé này thôi nè. Bé màu lông màu vàng các bạn. Bé là màu vàng này mình sẽ đặt tên nó là bé vàng. Đó. Nó là tên vàng thôi các bạn. À, hai cái lỗ tai nó kỳ không? Thằng đứng thằng sụ kỳ. Đó thì bé vàng rất là dễ thương. Và anh em tụi nó ở đây rất là đông. Và có hôm nay có khách trong nhà các bạn. Có khách vô chơi nên mẹ mình đang tiếp khách, mấy con chó nó sủa rần rần nãy giờ. Nó thì hôm nay mình làm cái video này mình chủ yếu là đặt tên cho bé vàng này, là nó tên màu vàng luôn nha các bạn. Đó. Cưng lắm á. Đứa nào mình cũng cưng hết đó các bạn. Đó, tại mình phóng bự chứ nó có chút xíu rồi nha các bạn. Nó có tí này à. Tối ngày nó nằm ở đây nè. Bé vàng là cái gì vậy ta? Bé vàng là cái gì ta? Bé vàng nó ra chơi là, hình như nó chơi một mình là thường các bạn. Thường nó ra nó nằm một mình đây nó ngủ rồi nè. Rồi mấy thằng kia rủ nó, chơi với nó, cái nó không chơi, cái mấy thằng kia xé nát tàn mấy cái tấm thảm của mình. Nói chung là che cho cây mai nó không bị tụi nó bươi á. Chứ tụi nó mấy đứa này bươi dữ dằn lắm. Bé vàng tiếu có lỗ tai ngộ à. Nó ăn gì ta? Ăn gì trời? Nhai gì trời? Ok. Trời ơi, có khách vô nhà làm cái ghê. Ê! 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 Rồi, 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 rồi. Ê! Đi vô hết cây.
Lần sau. Ê, đi vô. Vô hai. Vô con. Hai. Hai đi vô. Qua. Wow. Rồi, em ạ. À, an tâm rồi đó. Vô. Vô nhà là thấy cái bọn này là sợ liền. Nó không làm gì đó mà nó làm cái ghê lắm. Ừ. Nó cứ đứng sau lưng nó sủa thôi mà rung giò. Còn thằng này không sủa nè, thằng này nó núp. Hả? Đó, vậy thôi em lèm nha các bạn. Có người vô rồi nè, thấy không các bạn đó. Nó kiếm không biết kiếm cái gì trong đây nè. Mình phải đậy lại không nó bươi tan hết. Nó mình có mua mấy cái viên uống vô cho nó chặt cái ruột đó các bạn. Mình quậy mình để lâu xa xa chỗ con thao tụi nó khác tụi nó uống. Bé vàng, bé vàng không ai không có chăm chú tới mình luôn các bạn. Mấy đứa này thì lại nịnh mình. Bé vàng nè, mỗi đứa một cái tánh khác nhau. Còn đứa này thì cứ tối ngày cứ chậu hoặc thao nước là cứ nhảy vô. Bé xám. Bé xám là có cái chiêu là chậu nước thao nước hay là cái gì đó là nhảy vô. Ừ. Còn con gà bây giờ là mất không còn hình con gà nữa mà nó chuyển qua hình cục thịt rồi. Đau con. Thôi đau. Ừ. Bé vàng không có chơi ai đó. Ừ, bây giờ bé vàng có một cái đồ chơi mới rồi. À, tôi có đồ chơi mới rồi đó. Còn hai kia đang làm gì ta? Thích ra chơi lắm hả? Thôi. Thôi coi không sủa rồi má ơi. Thôi con. Bét. Em con. Bét. Đừng giận con. Rồi xong thành công nữa rồi, thêm thằng thành công nữa rồi. Hiểu à. Chết mày. Tăng 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 tăng. Tăng 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 cưng lắm nè, cưng đứa nào cũng cưng hết. Rồi béo béo cái
Ờ, nó lụm được cái đùi gà nó rồi. Nó cắn cái đồ chơi kêu tiếp 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 tiếu à. Cái thằng vàng nó mất tiêu ta. Cái clip này của nó mà nó mất tiêu ta. Nó đâu ta? Thôi xin dừng video tại đây các bạn. Thôi xin chào và hẹn lại các bạn. Chúc các bạn một ngày vui vẻ và hạnh phúc nha các bạn. Thì hôm nay cái clip này mình đặt tên cho bé màu lông màu vàng. Là nó tên vàng luôn các bạn. Thì nó đặt vậy cho nó dễ nhớ. Thôi, xin chào và hẹn lại các bạn.